Rồi sư phụ Hiếu Anh này chạy thử chiếc Vision mấy năm rồi xong nha ha. Đây, bao nhẹ cho anh em luôn. Đó, lên ga là nhẹ, dỡ đầu liền nha ha. Xin chào anh em đến với độ xe vị trí.com. Đã thành là làm nồi cho chiếc Honda Vision 110 nha anh em. Thì mình tháo ra mình kiểm tra lại cho chủ xe thì dây cu ra gần nứt nha anh em. Ngon. Đó, dây này xe này nữ chạy nha anh em ha. Để lấy lét cho anh em coi nè. Đó, sắp đứt luôn nha anh em. Rồi. Bộ bi đã mòn nha ha. Rồi, bi mòn rồi. Chuông sọc nha anh em, chuông mòn sọc ha. Đó. Bố chai. Đế này mòn nha anh em ha. Đó, sẽ làm lại cho chủ xe. Rồi, lọc gió thay luôn nha anh em. Gió bây giờ thay ha. Giờ bắt đầu tiến hành mình làm nha anh em. Rồi, phốt này bị chạy nhớt rồi nha. Mình sẽ thay lại cho chủ xe luôn. Rồi anh em nào muốn làm đầu tư ga thì cứ ghé tìm mình nha, mình sẽ kiểm tra hết tất cả rồi báo giá cho anh em luôn. Honda Vision nha anh em. Mình sẽ vệ sinh sạch sẽ lại cho chủ xe em ha. Dây cu ra bị giãn đập này nè, đập hư một cái lốc này. Giờ mình sẽ làm lại nha anh em. Chào anh em đến với độ xe vị.com. Đang tiến hành làm cái nồi chiếc Vision sẵn đây giới thiệu cho anh em chi tiết làm nồi rồi giá cả bảo hành luôn em ha. Thì cái nồi Vision này mình sẽ làm là mình tại cái nồi trước nó mòn hết rồi nha anh em, mòn hết rồi ha, mình thay full bộ nồi FCC Nhật cho chủ xe luôn. Anh em kiểm tra cùng mình ha, đúng FCC nha anh em. Đó, thằng này cũng FCC luôn đây nha anh em. Đó, anh em thấy không, FCC ha. Đó, bi nồi chi bi Bando Nhật nha anh em, Bando ha. Đó, Bando đúng Nhật, dây Bando luôn nha anh em, Bando. Còn bố mình chơi bố Thái anh em ha, bố bò Thái Lan đó, ba bố đen và bò Thái Lan, 1, 2, 3 mới hết nha anh em. Chuông nồi mình đã làm mới cho chủ xe nè, đó mới kèn sờ ben luôn. Đó, mình thay chủ xe một cái lọc gió mới nha anh em ha, lọc gió mới, lọc gió cũ của nó bị bẩn rồi nha anh em ha, bụi bặm này kia bám ở đây đen thui rồi, giờ mình thay luôn nha anh em. Giờ sư phụ bắt đầu tiến hành là lắp ráp em ha, để anh em coi clip sư phụ lắp ráp rồi test xe cho anh em luôn, bao nhẹ xe cho anh em ha. Chào anh em đến với độ xe vị.com. Sư phụ mình đang tiến hành làm cái nồi chiếc Vision sẵn đây giới thiệu cho anh em cấu hình làm nồi cho mình luôn ha. Thì cái nồi cũ đã bị mòn khuyết nè. Đó, mình thay cho chủ xe bằng một nồi FCC Nhật mới nha anh em. Đó, bi nồi Bando luôn. Đó, bi cũ chủ xe nè. Anh em coi lắc nó kêu nè, nó mòn khuyết nè. Đó. À, chuông nồi là mình làm mới là chủ xe, đi bố của bọn Thái Lan. Đó, dây Bando Nhật. Đó, đúng Bando nha em. Mình có tháo ra cho anh em rồi, mình cho anh em coi đúng Bando luôn nha anh em. Đúng hàng Bando cho anh em luôn ha. Đó, lọc gió mới nè. Đó, lọc gió cũ mình bỏ ra ha. Thì sư phụ mình đang tiến hành lắp ráp thì sẵn đây mình báo giá cho anh em ha. Full cấu hình rẻ bên mình là 860.000, bảo hành cho anh em là 3 tháng, còn gói này chúng ta gói tốt nha em. Bảo hành là 1 năm ha, chịu 860. Đó, sư phụ lắp ráp rồi test cho anh em coi luôn ha. Rồi. Anh em coi tìm test luôn nha anh em. Quay dài mẹ luôn nha. Đó, nồi bao em cho anh em luôn ha, bao em ru. Không còn giọng, không còn kêu hết anh em. Lên xe là bao nhẹ cho anh em luôn. Rồi, mình tiến hành ụp lốc anh em ha. Rồi, tiến hành ụp lốc nha anh em. Ụp lốc rồi vô rồi mình sẽ chạy thử test cho anh em coi luôn. Anh em tay ga muốn làm nồi thì cứ qua mình ha. Bên mình làm thì kiểm tra hết tất cả cho anh em luôn. Từ lọc gió, bu ri, nồi, bi, dây cu ra nha anh em. Đó, giờ sư phụ bắt đầu bắt ốc lốc nồi nha anh em ha. Bắt xong rồi vô lọc gió rồi test luôn nha anh em. Xe này bao nhẹ cho anh em luôn. Rồi bắt lọc gió anh em, bắt lọc gió nữa là xong ha. Má nó cười chết rồi. Rồi sư phụ Hiếu Anh này chạy thử chiếc Vision mấy năm rồi xong nha ha. Đây, bao nhẹ cho anh em luôn. Đó, lên ga là nhẹ, dỡ đầu liền nha ha. Đó, nhẹ nhàng liền. Xe này nữ chạy nha anh em. Thì anh em nào muốn làm nồi làm máy thì cứ qua tiệm mình nha. 462-15-382 ha. Tới ngày độ xe Việt Nam nha anh em.